Thomas Hunt Morgan, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1866 ở Lexington, bang Kentucky, nước Mỹ, trong một gia đình danh gia vọng tộc. Năm 1909, Morgan quyết định chọn rùa giấm làm đối tượng nghiên cứu vì rùa giấm là loài dễ nuôi, sinh sản nhanh, dễ phân biệt được cái, và ông cũng chính là người đầu tiên sử dụng rùa giấm vào việc nghiên cứu di truyền. Morgan đã chọn hai dòng rùa giấm thuần chủng thân đen cánh cụt và thân xám cánh dài, tiếp đó là rùa giấm mắt đỏ và rùa giấm mắt trắng để cho lai với nhau. Đầu tiên là thí nghiệm liên kết gen. Khi cho lai rùi cái có tính trạng trội, thân xám cánh dài với rùi đực có tính trạng lặn, thân đen cánh cụt, Morgan đã thu được toàn bộ rùi con ở đời con thứ nhất, đặc điểm là thân xám cánh dài. Tiếp tục cho rùi con đời thứ nhất lai với nhau, nghĩa là lần này cả con cái và con đực đều là thân xám cánh dài. Morgan lại thu được kết quả đời thứ hai, vừa có thân xám cánh dài vừa có thân đen cánh cụt với tỷ lệ là 1:1. Ông giải thích rằng các gen trên cùng một nhiễm sắc thể đã di truyền cùng với nhau, hiện tượng đó được gọi là liên kết gen. Tiếp đến là thí nghiệm hoán vị gen. Vẫn thực hiện phép lai giống cái có tính trạng trội và giống đực có tính trạng lặn, Morgan thu được đời con thứ nhất với kết quả giống thí nghiệm liên kết gen. Tiếp theo, ông đảo ngược vị trí của đời con thứ nhất và lai, tức là con cái tiếp tục là thân xám cánh dài và con giống đực vẫn là thân đen cánh cụt. Kết quả thu được tỷ lệ kiểu hình là 41% thân xám, 41% thân đen cánh cụt, 9% thân xám cánh cụt và 9% thân đen cánh dài. Để giải thích vấn đề, Morgan cho rằng các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể, cho nên trong quá trình giảm phân, chúng thường đi cùng nhau giống như liên kết gen. Vì vậy, đời con có kiểu hình phần lớn giống ba hoặc giống mẹ. Tuy nhiên, trong quá trình giảm phân hình thành giao tự cái ở một số tế bào, khi các nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp với nhau, chúng có sự trao đổi đoạn nhiễm sắc thể được gọi là trao đổi chéo. Kết quả là các gen có thể đổi vị trí cho nhau, từ đó các tổ hợp gen mới xuất hiện. Đó chính là hiện tượng hoán vị gen.